chúng ta đang đi tìm kiếm sự nghiệp hay là chúng ta đi tìm kiếm một công việc, thì nó sẽ xuất phát từ cái việc khi mà bạn đến một cái công ty ấy, bạn sẽ tìm hiểu về cái công ty đó như thế nào và bạn sẽ lựa chọn quyết định mình vào công ty này hay là mình chọn công việc này vì lý do gì. Công việc là gì? Các bạn chỉ hiểu một cách đơn thuần, nó là một cái tấm bình phong để cho các bạn cảm thấy đỡ xấu hổ khi mà mình gần này tuổi đầu mà vẫn thất nghiệp, để bạn có thể tự tin bạn khoe với những người xung quanh: tôi đang làm ở công ty này, lĩnh vực này, và bạn cảm thấy tự hào. Thì tôi gọi nó là một cái tấm bình phong thôi. Và cái công việc của các bạn ấy, nó giúp các bạn lấp đi những cái khung giờ trống trong cái cuộc sống hàng ngày, làm cho các bạn có chút, nó gọi là bận rộn, nó làm cho các bạn cảm thấy cuộc đời này nó có chút ý nghĩa. Cái công việc là một cái giải pháp để giúp các bạn đỡ rỗng túi, có thể kiếm được tiền và tiêu xài phục vụ cho những cái hoạt động thông thường. Thì ba cái lý do đó thì tôi cho rằng nó là cái lý do cơ bản để một người đi lựa chọn một thứ nó gọi là công việc.